con người vẫn luôn thắc mắc về việc liệu rằng trên sao Hỏa từng có sự sống hay không, và câu hỏi đó đã được trả lời trong lần đầu tiên mà con người đặt chân xuống hành tinh này. Các phi hành gia đã bất ngờ gặp phải một sinh vật bí ẩn tấn công họ, rồi một khuôn mặt khổng lồ xuất hiện trên mặt đất. Liệu đây có phải tàn tích của một nền văn minh cổ xưa? Mọi người cùng mình bắt đầu vào câu chuyện nhé! Câu chuyện bắt đầu vào năm 2020, một bữa tiệc chia tay đang được tổ chức giữa các phi hành gia cùng gia đình và bạn bè của họ. Con người chuẩn bị lần đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa và phi hành gia Luke cùng với ba người khác sẽ lái con tàu vũ trụ đáp xuống. Woody và vợ anh tên Terry cùng một người khác tên Finn đều là bạn thân của Luke, họ cũng thực hiện nhiệm vụ trong chuyến đi này. Tuy vậy họ không xuống sao Hỏa mà nhiệm vụ của họ là ở trên trạm vũ trụ, rồi một lúc sau một người đồng nghiệp khác cũng là bạn thân nhất của Luke tên là Jim tới. Sau đó ba người Woody, Luke và Jim đã có cuộc nói chuyện, cả Woody và Luke đều tiếc cho Jim, nghĩa ra Jim và vợ anh ấy mới là những người đặt chân xuống sao Hỏa chứ không phải là Luke. Vì họ chính là những người đứng đầu dự án và đã dành 12 năm nghiên cứu cho chuyến đi này, tuy nhiên vợ Jim đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo và không may qua đời. Còn Jim đã rời xa dự án một thời gian nên không đủ điều kiện thực hiện chuyến đi nữa, Luke luôn luôn tiếc cho bạn mình và mong cơ hội này được dành cho Jim nhưng mọi chuyện không diễn ra như vậy. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Jim lại lủi thủi một mình rời đi. 13 tháng sau, nhóm của Luke đã hạ cánh xuống sao Hỏa và bắt đầu triển khai thăm dò, các robot điều khiển từ xa đi trên bề mặt sa mạc và thu thập thông tin. Còn Luke đang thu thập các mẫu vật ở trên sao Hỏa, đột nhiên người của anh báo rằng có một ngọn núi có đặc điểm rất lạ lùng ở cách họ 16 km, nó không lồi lõm giống một ngọn núi và rất tròn trịa. Một lúc sau trên trạm vũ trụ ở không gian, Jim đã nhận được thông báo gửi từ Luke, anh ta cho rằng có thể có một mạch nước ngầm ở dưới ngọn núi kia. Nếu là thật điều này sẽ giúp con người sinh tồn trên sao Hỏa được, Luke và đoàn của anh sẽ tới đó điều tra. Đoạn băng còn quay thêm việc Luke và phi hành đoàn của anh chúc mừng sinh nhật Jim, mọi người trên trạm vũ trụ sau đó cũng nhanh chóng tập hợp và cùng ăn mừng sinh nhật Jim. Do tín hiệu gửi đi bị chậm 20 phút nên cùng lúc này ở dưới sao Hỏa, Luke và các đồng nghiệp đã tới ngọn núi, ở đây đang có các âm thanh kỳ lạ phát ra từ ngọn núi. Luke cho mọi người sử dụng máy quét radar để xem bên trong có gì, hình ảnh cho thấy được có một khối vật chất khổng lồ giống như kim loại ẩn sâu bên trong. Luke tiếp tục cho mọi người đem radar lại gần và tăng cường độ của máy lên, nhưng rồi bỗng nhiên màn hình bị tắt. Âm thanh kia cũng không còn nữa, rồi một cơn lốc khổng lồ bất ngờ xuất hiện bao quanh ngọn núi, cuối cùng tạo thành hình dáng của một sinh vật. Khi cơn lốc đánh tới, nhóm của Luke và mọi người cũng nhanh chóng bị cuốn vào trong và ẩn sau đám bụi là một khuôn mặt khổng lồ nằm ở trên mặt đất. Sau đó trên trạm vũ trụ, Jim và mọi người cũng đã biết được sự việc khi họ đo được có một nguồn năng lượng lớn tỏa ra từ sao Hỏa. Họ còn nhận được một đoạn video của Luke gửi lên vệ tinh ở sao Hỏa, tuy vậy nó bị nhiễu và tín hiệu không ổn định. Luke bảo rằng có một thứ gì đó tấn công mọi người, rồi các phi hành đoàn của Luke đã chết hết. Mọi người cho rằng Luke không lên tàu vũ trụ rời khỏi sao Hỏa được vì nguồn năng lượng kia đã làm hỏng hệ thống điều khiển của con tàu. Bốn người bạn thân của Luke nhanh chóng muốn chỉ huy cho họ tới đó, nhưng từ đây đến sao Hỏa chuyến đi của họ sẽ mất thời gian là 6 tháng, lúc đấy Luke có thể đã chết. Tuy nhiên Jim vẫn muốn thực hiện vì Jim là người am hiểu sao Hỏa hơn bất cứ ai. Thấy được sự quyết tâm của cả bốn người, cuối cùng chỉ huy đã đồng ý. Gần 6 tháng sau, một con tàu vũ trụ đưa Jim và mọi người rời đi, đã chuẩn bị sắp tới sao Hỏa, Finn do không có việc gì làm đang ngồi ghép kẹo thành DNA của con người. Và tưởng tượng đó là con của anh trong tương lai, Jim đi ra làm một miếng và bảo giờ con của anh chắc đã thành con cóc. Lúc này Woody đã nhìn thấy được các hình ảnh từ sao Hỏa, có một cơn bão cát khổng lồ, sắp bao quanh toàn bộ hành tinh và họ phải nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ giải cứu. Khi xem hình ảnh của căn cứ, họ phát hiện có ba ngôi mộ ở gần, chứng tỏ một là Luke còn sống, hai là anh đã chết và không ai chôn anh, gần đấy còn có một khối năng lượng khổng lồ. Vài ngày sau con tàu vẫn tiếp tục hành trình, Jim hàng ngày vẫn thường xem lại video về vợ anh trước khi chết, ước mơ của vợ anh là muốn tìm được một liên hệ gì đó giữa sao Hỏa và trái đất. Cô ấy cho rằng từ rất lâu sao Hỏa đã có một nền văn minh ở trên đấy, mọi người thì không ai tin nhưng Jim thì luôn ủng hộ vợ anh. Rồi đến ngày đoàn của Jim hạ cánh xuống, khi họ chuẩn bị bay vào quỹ đạo của sao Hỏa, thì đột nhiên tay của Finn bị chảy máu, các vi thiên thạch vừa mới đâm xuyên con tàu. Khiến cho con tàu bị mất áp suất không khí, mọi người nhanh chóng đi tìm lỗ thủng ở chỗ nào để bịt lại, tuy vậy vẫn bị dò không khí ra ngoài, Jim nghĩ ra dùng nước để xem dò chỗ nào. Nhưng anh ta chưa đội mũ bảo hộ nên bị ngạt thở, Terry đã kịp thời bóp nó, và ở ngoài Woody đã thấy được lỗ thủng và sửa chữa, bên trong Terry cũng kịp cung cấp oxy cho Jim. Finn thông báo mọi người đã thành công, không khí đã quay trở lại. Khi chuẩn bị bật động cơ để vào quỹ đạo của sao Hỏa, thì họ lại không để ý một thiên thạch đã đâm vào ống nguyên liệu bên ngoài và khi nạp nguyên liệu, nó đã bị tràn ra ngoài, rồi Finn bật động cơ lên đã tạo ra một vụ nổ ở phần đuôi con tàu. Finn báo rằng cơ hội của họ giờ chỉ có duy nhất là tới vệ tinh ở sao Hỏa. Woody là chỉ huy nhanh chóng cho mọi người rời tàu,
họ sẽ cố gắng bay tới chỗ vệ tinh kia. Để đáp xuống đó, Woody sẽ phải kết nối được sợi dây của cả nhóm với vệ tinh. Woody bắt đầu dùng hệ thống lực đẩy bay tới và cài dây vào, nhưng anh ta đã không có chỗ nào để bám vào vệ tinh và bị trôi đi, hệ thống phản lực cũng bị rơi ra. Sau khi ba người đáp xuống, Terry cố gắng thả khí oxy đẩy cô ra ngoài rồi bắn dây tới chỗ chồng cô. Nhưng sợi dây không đủ dài để tới, Terry đang định dùng thêm khí và điều này sẽ khiến cô không đủ khí oxy quay lại. Woody liền cởi mũ ra hy sinh bản thân để vợ anh không làm điều dại dột. Cuối cùng Woody đã qua đời, Terry khóc lóc bất lực nhìn chồng cô chết. Nhờ sự hy sinh của Woody, mọi người đã đáp thành công vệ tinh xuống sao hỏa, bọn họ đi về căn cứ và cắm lại ngọn cờ lên. Ba người chia ra đi xung quanh kiểm tra, xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở đây, vẫn chưa một ai thấy lúc lâu. Con tàu vũ trụ đúng như họ dự đoán bị hỏng hệ thống điều khiển, Finn đã mang hệ thống mới và bắt tay vào sửa chữa. Đi vào trong căn cứ, Jim thấy cây cối ở đây mọc tùm lum, còn cả các xô nước. Lúc này bất ngờ đằng sau anh ta chính là Luke. Nhưng Luke đột nhiên tấn công Jim vì tưởng Jim chỉ là ảo ảnh, do ở một mình quá lâu mà Luke trở nên điên loạn. Rất may khi Jim kể về người thân của Luke, anh ta đã bình tĩnh lại và biết họ là người thật. Sau khi đoàn tụ với mọi người, Luke đã kể lại sự việc, Luke không biết tại sao sinh vật bí ẩn kia lại tha cho anh ta. Sau một thời gian anh ta đã tìm hiểu ra, nó tha cho anh vì nó muốn Luke tìm ra bí mật của nó, mọi người thì cho rằng Luke bị điên. Nhưng khi Luke cho họ xem về khuôn mặt khổng lồ ở trên đất thì mọi người đều sợ hãi. Với cấu trúc này thì phải có một nền văn minh nào đó đã đặt nó ở đấy, và vợ của Jim đã đúng. Luke cũng cho họ nghe đoạn âm thanh phát ra từ khuôn mặt trước đó. Anh ta đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu và tìm ra được đây là một đoạn mã về một loại DNA. Mọi người thấy nó khá giống với DNA của con người. Lúc này Jim chợt nhớ về việc trước đó lấy đi viên kẹo ở chỗ Finn. Anh ta nhận ra đây là một bài kiểm tra cho họ. Giờ họ phải điền phần nhiễm sắc thể còn thiếu ở DNA kia để chứng minh họ là con người. Jim nghĩ ra cách dùng máy quét radar phát tín hiệu còn thiếu để trả lời câu hỏi từ khuôn mặt khổng lồ kia. Để an toàn, mọi người cũng sẽ dùng robot điều khiển từ xa. Khi đoạn mã được phát, không phải gió lốc xuất hiện nữa mà lần này là một cánh cửa mở ra từ khuôn mặt. Sau đó ba người Terry, Jim và Luke đi tới đó kiểm tra. Trước khi vào trong, Jim cảnh báo Finn hãy rời khỏi đây nếu họ không quay lại khi cơn bão cát chuẩn bị đi qua căn cứ. Vào bên trong, ở đây là căn phòng trắng buốt. Cánh cửa cũng lập tức đóng lại và họ đã mất kết nối với Finn. Jim bất ngờ đo được môi trường bên trong này giống hệt trên trái đất. Khi anh thử cởi găng tay ra, đúng là như vậy, họ có thể thở được ở đây. Ba người sau đó cởi mũ ra rồi một căn phòng màu đen xuất hiện trước họ. Đi vào trong, xung quanh họ là hình ảnh của hệ mặt trời, rồi bất ngờ có một thiên thạch khổng lồ đã đâm xuống trái đất và phá hủy đi mọi sự sống. Đột nhiên một sinh vật xuất hiện sau lưng họ, sinh vật kia cho họ xem một hình ảnh khác trước khi xảy ra vụ va chạm. Những sinh vật này đã rời khỏi trái đất và đến một ngôi nhà mới. Nó để lại con tàu này ở sao hỏa, đợi sau vụ thảm họa, trái đất trở lại bình thường, nó đã đem DNA trở lại trái đất và đây là khởi nguồn cho mọi sự sống trên trái đất hiện tại. Sau đó sinh vật kia đưa tay xuống đất, một chấm tròn hiện lên, rồi hình ảnh của sinh vật kia cũng biến mất, tín hiệu với Finn cũng trở lại. Finn cảnh báo mọi người cơn bão sắp tới và họ phải nhanh chóng rời đi, Jim lúc này không để ý tới điều này. Anh ta nhìn các ký hiệu và đoán rằng nó đang đếm ngược để rời đi. Hành động lúc nãy của sinh vật kia là muốn mời mọi người tới chỗ nó. Khi Luke và Terry chuẩn bị rời đi, thì Jim bảo anh ta không đi, anh sẽ lên phi thuyền và tới thế giới mới. Đây cũng là ước mơ trước đó của vợ Jim. Terry và Luke cũng hiểu ước muốn của Jim và chia tay với bạn họ. Mọi người vừa rời đi, một ánh sáng đưa Jim lên phi thuyền. Ở bên kia, hai người kia đã kịp về chỗ tàu vũ trụ và rời khỏi sao hỏa. Khi họ bay ra ngoài không gian, thì phi thuyền kia cũng đưa Jim bay vút lên với một tốc độ cực nhanh đi tới một thiên hà khác. Phim đến đây cũng kết thúc. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.